Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn. Chúng ta chia sẻ cái dàn tùng La Hán của vườn cảnh Đỗ Vững tại chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với những bóng cây tùng cũng khá to. Anh đang quay tùng đấy, em cứ bình tĩnh. Em bảo quay tùng, em lại chạy ra cây mai. Bây giờ em báo giá cho anh cây tùng. Ví dụ anh lấy cây tùng trực đấy thôi này. Đây, cây tùng dáng trực này. Cây trực đấy là 50 triệu, đường vanh 75. Để anh đến đã, để anh đến gần anh quay đã. Đây, cây này này. Cây này 50 triệu. Đường vanh 75. Cao 3 mét. Với giá báo 50 triệu. Ô, được ấy nhỉ. Đấy, đây là cây thứ nhất này. Còn nói về bóng cây tùng mà nó tương tự và có những cây có cái tay hoành đưa ra cũng không phải là ít đâu, rất nhiều. Đấy, như chị Vững chị nói là khoảng trên 500 cây cơ mà. Tổng số tùng La Hán ở vườn của gia đình này. Đấy, em là vua La Hán. Vua La Hán ở Vạn Phúc đấy. Đúng rồi đấy. Đây. Cây này thì giá bao nhiêu em? Cây này 40 triệu nhá. Đường vanh 75. Như bóng cây này là 40 triệu này. Bóng từ bên này sang bên kia 3 mét. Tán bay 3 mét. Không cắt ngọn nguyên bản. Nhiều lắm. Nói chung là các bác mà xây dựng cái đồi tùng hoặc là trang trí cho khuôn viên thì từ loại từ 1 triệu cho đến 50 triệu. Và 3 từ, triệu, 2 triệu, 5 triệu. Từ những cây nhỏ 1 triệu cho đến những cây lớn có cái kích thước chuẩn, bóng dáng đẹp, bông tán làm tròn trịa là 50 triệu. Mà vanh đa số là những cây lớn đấy, những cây vanh phải đạt từ 60 trở lên. Đấy, đây đây. Cây mai chiếu thủy này em giới thiệu là giá bao nhiêu nhỉ? Cây này 10 triệu à? Rồi. 10 triệu. Nguyên cái đường vanh gốc của nó đây này. Cái đường vanh gốc này là 8 năm. Mà chạy dài từ bên này sang bên này là 1m3. Chiều cao chỉ độ 90. Rồi, ok. Còn cái dòng cây mini đây thì rất nhiều luôn. Có những cây sung bé tí mà rất sai quả đấy các bác. Có 200.000. Siêu quả mà có 200.000 một cây đây này. Đấy, các bác tưởng tượng nha, cây như thế này mà cả cái chum cái lọ đây, phúc lộc thọ đây mà cả cây sung sai quả như thế này mà có 200 thôi nhá. Đấy, em chỉ bán được nhiều thôi, ăn lại hết lắm. Đấy, đây này. 200.000 một cây này. Rồi, ok. Vâng. Cây sung này có 1 triệu rưỡi. Cây sung á? Vâng. Cây sung này 1 triệu rưỡi á? 1 triệu rưỡi, cao 1 mét mà đường vanh 75. Đường truyền đẹp. Hay quá. Một triệu rưỡi. Rồi. Và trong này có cây đẹp lắm, ở đây quay thôi. Cây này to này, 1 triệu rưỡi. Có 1 triệu rưỡi. À, đấy. Em diễn lãi có 100.000. Em bê còng lưng có 100 lãi. Đâu, thế còn cái mảng trong này. Đây, cây này là cái túc này, em bán có 3 triệu. 3 triệu, vâng. Và già mấy chục năm. Để xoay xoay vào cái túc đi. Vâng.
3 triệu đồng được rồi. Còn cái mảng nào nữa? Đây chị anh này. Xì ra báo. Đây. Ừ, đẹp đúng. Long lanh già mấy chục năm. Xì ra báo. Bán có 3 triệu rưỡi. Rồi. Giá 3 triệu rưỡi. Đấy, cây sung như thế này quả có, chiếu chít này, này. Quả có, đang ra chiếu chít này. Rồi, có quả có triệu rưỡi các bạn. Không có ai công người làm mà không có cái công người mê. Quá đẹp. Mà cái công người mê có 100 lãi. Rồi. Và chúng ta đến với chị Đỗ Vững qua số điện thoại 0947 181703 chợ cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. 1,5 triệu cây sung tôi giới thiệu với các bạn. Vâng, và bây giờ chúng ta di chuyển ra cái vườn. Bây giờ đi ra vườn ngoài đi. Vườn trong này quay thế là đủ rồi. Đi.